quá. Thấy bao tay em cục ngủ. Ok, xin chào các bạn. Thì bây giờ mình chuẩn bị làm cái ôm vây deep cho bạn này. Ôm vây deep bin nhé. Mình chỉ là hai này chị. Hai cái này deep rất là đẹp luôn ha, nãy ra cái màu đó không chị. Mình hướng dẫn các bạn deep móng dài. Rồi gắn móng rồi mình deep ôm vây làm cái nail salon style nhé. Có con này ở đây thì mình làm cái nguyên một bộ một mẫu từ A, hướng dẫn các bạn từ A tới Z luôn nhé. Này nghèo quá, giấy không có. Ủa sáng đem ba cuộn lên. Ủa sáng đem có rơi có giấy không? Có ba. Trời ở ngoài tuyết nó rơi quá trời luôn á. Ừ tiếng nó rơi hồi dữ nhiều hơn hồi sáng nữa. Hồi sáng nó ít ít thôi, bây giờ nó bây giờ nó dày lắm luôn á, nó rơi dày. Ôi sáng đêm mà. Ok xong rồi, giờ bắt đầu mình làm nhé. Có phần không? Ok, bắt đầu thì mình nếu thì mình thường thường mình chạy đừng chạy móng nhiều nữa các bạn, thì mình chạy cái dùng cái cục này nè. Nó mình clean sơ sơ tay cắt thôi, mình không cần phải chạy nhiều. Có phần nha. Rồi có phần luôn. Tay con này cổ cũng nói chung là đại khái cũng rất là đẹp đó, pha tay. Chạy sơ sơ vậy thôi là được, mình deep mà. Ờ, cái này là bá cháy bùa chét luôn, ngay chân luôn rồi. Vậy mới nhìn professional. Chồng tôi mua cho tôi á, support tôi ghê luôn mà. Quá ông support, ông đi show cái ông dứt cái là live stream liền. Bây giờ tôi mua lại cái khác. Đó. Đó, rồi bây giờ mình chạy sơ sơ thôi, không cần phải chạy nhiều để đỡ hư móng khách hàng nha mọi người. Hình như tối nay lạnh lắm á. Tuyết ngân nó sẽ lạnh. Âm 5 á. Rồi âm xuống luôn hả? Mai ông về rồi ông ơi. 9 giờ mới bay mà. Tuyết ngân nó ngày mai sẽ lạnh, nó nắng xuống sẽ lạnh. À đi. Chưa bao giờ mà. 25, 23 độ chứ nhiêu. Trời ơi. Lạnh nữa là xuống âm ta 20, âm 8 độ F. Lên 4 mấy độ nữa nè. Chưa bao giờ mà bên nó lạnh tới mức độ này. Chưa giờ có đó. Sớm hơn giờ có mùa lạnh rồi. Ừ, giờ nghĩ cho bên đó, bên thành phố của em ở là có khoảng 70-80 độ. Nice quá. Mùa hè chắc nóng lắm. Mùa hè nóng lắm chị ơi, mùa hè 110 mấy độ. Nóng kinh khủng lắm. Nó giống gần như giống như Las Vegas luôn. Ok, bây giờ mình hả cái red món qua. Bây giờ thì mình gắn bóng với các bạn nhé. Chai nail glue em lấy bên đó hả? Rồi có. Em đâu có xài kem glue đâu. Mình chuẩn bị mình là deep cái màu 77 với 120 nha mọi người nhé. Thì trước tiên mình gắn bóng cho con này, mình gắn bóng gì thôi. Đó. Con này thì có muốn giữa cái khớp mình của cái tay dính gì đó. Rồi xong rồi. Cái móng này nó cũng không dài lắm mà cũng vừa đủ để mình làm cho cái mụn heo ở trong cái salon nhé. Rồi cảm ơn chị. Đúng rồi. Thì hiện tại bên Lina Supply cũng có bán những cái loại móng như thế này nhé, các bạn có thể liên lạc bên Lina Supply để tìm mua những cái mặt hàng này nhé. Bây giờ không có nhưng mà mốt có. Không có tùm lum tùm lây hết trơn. Bóc lên lên gớt coi. Bây giờ thì mình gắn móng thôi, mình gắn móng cũng vừa phải thôi. Móng này thì nó tương đối nó cũng độ dày nó cũng ok, tại em thích á. Mình nếu có thể là hai ba lớp với cộng thêm cái móng được, móng nó dẻo.
là nó cũng vừa đủ dày rồi. Còn móng mà mỏng quá thì mình cũng cần đếp đếp thêm lớp nữa mới cong lắm, nên cái móng này ok chắc xài lắm rồi đó. Bây giờ nó cũng gai cái loại móng trắng là loại xì lý đồ đó. À, dạ thấy nhiều rồi đó, bây giờ cũng bán cho. Bây giờ bên đây thì cũng mai mốt cũng sẽ có, mọi người có nhu cầu thì cứ liên lạc Lina Supply Solex CD. Rất là nhiều mặt hàng nhé chị nhé. Rồi bây giờ mình đi, mình gắn bóng thẳng gì thôi. Rồi ông anh tôi ông chơi số thì mình lộn xộn. Anh bốc rồi bắt đầu cái nhảy lung tung quen. Ông bốc, ông bốc cũng đúng người nhận không? Ông bốc cũng bậy bạ không ông? Thế cho bài yếu yếu rồi. Như cho em ngón coi. Rồi xong. Thì mình xin chào các bạn nhé, xin chào các bạn mới vào nhé. Mọi người có xem video share giùm với mình nhé. Rồi bây giờ mình để dài luôn nha bác. Rồi ông lấy luôn cho nó thấy nó dễ. À cái gì chị cho nó dễ. Cứ dài đi chị. Bóng dài nó đẹp hơn. Lòi tay ra. Anh Trung buổi sáng giờ thủ dữ nha. Sợ không làm. Em không bao giờ ngồi xuống cho làm. Bận quá rồi sao ai làm được. Rồi ok các bạn. Chào mọi người, cái cục chạy vọt ha. Nó cái cục kia kìa, cái cục đó. Của em ừ vậy đi. Rồi cô này cũng muốn cái coffin xếp kéo nữa. Thì bây giờ mình cắt cái đầu móng chút xíu thôi các bạn. Nó hơn chút số rồi thôi. Ừ. Quá ngon luôn. Như nhẹ làm lại. Làm lại nhiều chút nha đâu. Trời. Tưởng chưa có chồng luôn. Phải không? Anh này sát bên luôn hả? Trời, ông chủ sát bên không nói nổi. Phải làm đẹp đẹp nha anh. Đâu ông mèo ông đính ngoài cũng được nha. Ok. Trời ơi, bà xã dễ thương vậy. Trời ơi. Vậy bà này bà chủ hả? Ừ, bà này mới bà chủ đó. Thiệt hả? Mô Phật. Mô Phật. Ông nội này ông nói cho ta. Ông nội này ông nói cho ta. Xuống giới thiệu con. Dạ. Mua dấu quá trời. Bởi vì nãy giờ nó không đồng đâu. Dạ. Ngắn thêm chút. Ngắn rồi. Dạ, okay. Dễ làm bơ bị nha. Rồi ok. Dạ. Xuống xíu đi. Anh cắt coffin là được. Dạ. Dạ. Được rồi. Ok thì bây giờ mình cắt thẳng này vô luôn. Mình lấy cái coffin nhá. Chơi luôn là chị. Chơi nhọn luôn đi. Mình cắt thẳng vô ta. Mình nhắm cái kéo mình cắt thẳng vô. Đó được rồi. Nó có cái xếp sẵn luôn đúng không? Nhắm cái kéo mình cắt vô nè các bạn. Bây giờ mình cắt kiểu này mới ra cái dũa luôn rồi đúng không? Thẳng vô, để kéo ra thẳng vô vậy nè. Để anh dũa vô đúng không? Để anh dũa vô. Nhà quá khó mà. Mẹ đụng mấy đường nó sẽ lại đau. Đó cho bây giờ. Nhắn lên chút đèn ha. Dạ. Được chưa? Dạ được rồi. Đó ok không? Dạ. Nhắn nó cũng được chứ. Được chúng ta. Này cách này nó cũng dễ làm á. Ok. Giờ mình cắt ra. Dạ. Bên đây. Em có 3 đứa. Có 3 đứa rồi. Cho mình so đều lại coi. Hai ngón chị. Hai bàn chân. Vậy chị tưởng là vợ có gì? Cắt nó đều lại. Vậy lần này vậy nó làm gì? Chín vợ bà con. Mình nấu thì hết đường về luôn. Sao đâu chị? Năm nào em không về. Ờ, vậy nè.
Đừng nói mỗi năm về với anh bà chết nha. Em đâu dám chị. Không có phần này chưa đến nổi. Có phần này chưa đến nổi đâu, nhọn chút xíu là không xong á. Rồi ok. Vậy con vợ làm gì? Nhà ba đứa nhỏ. Dạ hả? Nhìn ai biết được bà mẹ bỉm sữa. Chủ supply mà, nó cần phải làm gì. Giờ mình cắn một thấy cái nha. Con da cái dũa luôn nè, bây giờ mình dũa sơ sơ nó vô. Là ok. Đó xong rồi các bạn dũa lấy cái phao tài là cái xếp bạn. Bây giờ dũa nó thẳng vô, mình có cái xếp này nhé. Bột bên ấy thì không có recommend cho đắp chị, mà anh chị cũng có thể thử sợ thử nghiền. Thử nghiền đắp dẻo lắm, bột dẻo lắm. Nhưng mà không có recommend cho đắp đâu nhé, tại bộ này bột đít nhé. Chuyên về đít thôi. Nhưng mà chị muốn đắp thì cũng có chỗ người ta mua bột này về người ta không hẳn là điếp không, người ta đắp nữa. Đa phần chính xác là rất là nhiều người ở Vũ Thà này là mua bột. Tại em phải nói cho anh biết là người ta nhiều khi tính tiền á, ta mua được đắp được khách đòi nào ta làm đó. Bởi vì cái nồi là đâu có phải nào mua hai lai bột. Không nhiều. Nhưng mà đa phần là lấy về đắp thôi, tại thợ ở đây nó không có ấp đây. Ấp đây. Giống như những tiểu bang khác thì họ lấy về họ đắp. Thì nói chung là thực tế là thực vậy. Thực tế chút không đâu, để nào người ta vô hai lai bột. Đúng rồi. Nhiều quá này chịu nổi. Nhưng mà bột này muốn đắp dễ lắm. Trời ơi, nó dễ lắm. Nhất là xài cái mình xài cái CND á. Nó dẻo lắm luôn. CND cái lemon màu xanh á, vị lotion á. Ý anh nói là nước á hả? Ừ, cái nước liquid á. Xài cái nước chảy á. CND á. Nó đắp là ghiền luôn lắm. Cái gì dễ control lắm, không có chảy. Cái nước bịch đó mình an toàn. Cái điện CND chắc phải chảy dữ lắm. Bột màu gì phải đắp chảy. Nó là retention plus, là pre-farm liquid. Không có farm mờ nó cũng đã chắc rồi. Đúng vậy. Đa phần ai anh này hiểu, em hiểu ghê lắm. Thật sự em cũng không biết mà em mấy người bạn cái nắp xanh bột của nó cũng là pre-farm powder. Đúng rồi, không có cần phải xài farm mờ cái CND đó. Thì mình tránh được cái đó. Cái CND bao nhiêu một cái gallon? 160. Xài thêm một chút tiền mà sức khỏe mình đã quan trọng hơn. Thầy nói cái mùi MMA không, cái mùi nếu mà chị nói cái mùi mạnh á là tại vì mình ngửi quen cái mùi MMA rồi. Mình cảm qua cái mùi nồi MMA mình mới nói mạnh. Thực chất cái mùi MMA khi mà chị xài vô nó stay in the tiệm forever. Chị ra đi vô nó cũng còn cái mùi đó. Nhưng mà cái nồi MMA á thoáng qua khoảng 1 tiếng 2 tiếng sau là cái tiệm không có mùi. Đó là cái benefit của nồi MMA. Dạ. Yeah. Khi mà chị bỏ ship á, chị chọn cái preparation đó chị làm cho nó đều. Rồi ok, hết. Mình dũa cái ship xong thì mình chạy cái hai bên móng này nha các bạn, cho nó đợi cái phần dư cái móng ra đó, nhưng mình đít xong cho mình đít nó được smooth hơn, nó không có bị bè đó. Tại vì cô khách này hai cái móng này tương đối nó cũng hơi bị flash á. Thì mình cần phải chạy hai bên hông này trước khi mình đít màu lên. Cái này mình chia sẻ thêm cho các bạn từ A đến Z trước khi mình gắn móng mình điếp bột nhé. Hello, hello anh Thơ Mình Trần. Mình chạy hai bên hông móng này các bạn. Nhưng mà chạy mình khéo khéo đừng có cho đụng cái
móng tay của khách hàng nhé, để tránh sự bào mòn của cái tay khách hàng chút xíu. Cái dư này mình chạy ra thôi. Thì cái móng này nó hơi bị dày, hai bên hông mình gắn ra bắt đầu cái nó hơi bị bè hai bên. Rồi mình tốt hơn là mình chạy cho nó nằm hai bên sát vô cái móng tay thiệt của khách hàng đó. Rồi mình hạ dip lên thì nó có sự cái mịn màng hơn nhé. Rồi trước khi mình dip móng thì mình phủi bụi sạch sẽ nha mọi người nhé. Nhớ phủi ở dưới đầu móng nữa, để cho đừng có bụi nó bám ở dưới, mình dip vô cái crystal clear nó không có động lại nhé. Rồi xong bên đây phủi dưới đầu móng luôn nhé. Rồi xong rồi thì mình cho em sửa lấy. Rồi xong mình bỏ crystal clear nhé. Chạy sơ ha, cho nó đều, nó chỗ lôi lắm nha. Rồi trước khi dip mình bỏ như thường lệ mình bỏ cái nước số 1 lên nhé mọi người nha. Chuyện nghiệp tức đừng có đi mấy cái nha. Nó có một lớp mỏng thôi. Rồi, bây giờ nó hơi sáng thêm tí nữa. Rồi, ngon lành. Rồi. Rồi này các bạn, bây giờ mình bỏ cái làm cái foundation ở trước. Mình bỏ crystal clear lên trước nha. Rồi bắt đầu như thường lệ thì mình bỏ qua cái chỗ này thôi, mình chấm chấm cái chỗ này cho nó, cho cái chỗ khủng móng á, chỗ nó móng á, mình dip vô, mình búng nó ra, rồi mình quét lên 80% móng á, khi bột còn ướt nhé. Rồi mình dip lên, búng nó nhé. Rồi rồi tiếp tục mình quét ngang một cái lần nó móng nó thôi, mình tháp nhẹ nó ra. Rồi xong mình quét liền cái nước số 2 xuống, 80% móng vừa bay treo thôi, đừng dày quá. Rồi nếp vô, tháp nó ra, nhẹ gì thôi, nhẹ nhàng thôi. Thấy cái chỗ cái lần nó móng nó u thôi. Đó, rồi 80% móng mình nếp lên. Bộ còn ướt thì mình xử lý nó được. Đây này. Mình đẩy cái bột được khô thì mình không đẩy được thì cái foundation nó liền lạc đi nhé. Sáng giờ là hai người request rồi chứ có. Ok, bây giờ chị dip lên là còn. Rồi tiếp tục dip búng nó ra. Rồi. Nó có ướt nha. Cho nó đều kia chứ không là nó không kêu không thấm. Mà đừng có đều á, bột. Đó xong. Nước nó chỉ ra mà mất cái sức của mình. Cứ tiếp tục mình nói móng gì đó. Mở lên. Mở lên. Trên kia em đem cái bột này xong á thì cảm giác giống như là không có luôn á. Nhất là mình đếp lên móng tay thiệt á, mình không có feel gì chứ. Giống như không có gì chứ. Không có khe là nó đều hay không đều. Cái vấn đề tốt là chỗ đó. Nhiều bột thì mình còn feel something lên ngón tay thì cái này không có luôn á. Mình đi nước thứ hai nha. Thứ hai từ trên xuống luôn. Từ trên kia từ cầu chỉ xuống luôn. Rồi sau mình tiếp tục mình vẫn làm gì nhé. Bỏ một chút xíu lên cái lằn nổi móng này nè. Màu này là màu mùa thu luôn nè. Mới nãy như tuyết nó đứng lại bây giờ nó gơi hình như dày hơn cái nãy nữa trời. Nghe ngoài lạnh nữa trời. Dướt móng xuống nha chị. Dướt móng xuống. Mình dướt cái bột đây. Rồi mình dướt xuống liền. Bột nó còn ướt, mình dướt xong nó liền lạc luôn. Hồi sáng giờ, hồi sáng giờ anh có ở đây đúng không? Mới tới. Mới tới hả? Ok. Giống giống như anh hồi sáng. Liền lạc luôn. Còn mềm á, bột nó còn ướt vậy nè. Mình lợi dụng cái còn ướt mình sửa nó được luôn á. Nó mình đếp lên bắt đầu cái liền lạc rồi. Mình đếp ở trong tiệm mình đếp một màu thôi nó cũng dễ hơn. Nó liền lạc nó mịn rồi cái mình chạy lên cái cuticle thôi là ok rồi.
nhìn thằng bé ở trên là lấn ra, đừng lấn xuống dưới móng ít thôi. Ừ. Nó thấy còn cái chút là vô không? Thế là mình quét 80% bóng lên. Màu chị cũng phải làm. Đừng đừng có cho nhiều quá. Chỗ này còn chữa nó được nè. Không có phải. Mình vô, bạn thấy nó liền lại tạo cho mình một cái đít nó cái bay nó liền nó mình đít màu nó dễ hơn. Ok, bây giờ tới phần đếp màu nhé. Nhờ cô này có chọn cái màu 2277. Rồi ok. Thì trước tiên mình quét cái màu. Quét là 90% móng chứ quên. Đó. Rồi mình viết cái màu hồng mình lên nhé. Rồi xong mình nói gì thôi. Nó được 90% móng. Anh thấy cái phao tay nó liền lạc, mình viết màu nó liền lạc. Nó đều luôn, mình viết hai block là xong rồi. Nói rồi xong bây giờ cái ngón này ngón ombre. Thì mình gắt cái màu xanh lên trước nhé. Nhưng mà cái đó gắt gắt bún, gắt chút xíu, gắt chút xíu. Nó chỉ lên đi. Đó, gắt rồi bắt đầu cái mình ở dưới này mình dip lên nhé. Trời, hai màu dễ thương quá trời. Làm được nhỉ. Được. Bây giờ mày dẫn cái màu nó. Anh làm khác là mẫu các kiểu á. Nhưng mà em chỉ chè có đồng bóng. Này hình như hơi bị lồng lộn quá. Cái nét đó là nó rồi gắn hộp lên cái lục đẹp mà. Chị làm cái kiểu đó. Nó rất là hạn chế. Đó bây giờ thì mình gắt cái màu xanh này lên trước nè. Chị làm mấy cái kiểu này màu nào chị làm cũng được. Gắt đều qua cái xe quay lại rồi búng đó. Chỉ cần neon thôi nó mới lên. Sơ thôi. Đi qua xe lại, xe qua xe lại rồi mình nhét cái màu ở dưới. Nó không phải từ từ lắng lên nha các bạn nhé. Thì đã bởi vì cho nên đó, hai màu đã không? Thì hãng là cũng vậy đó, phay hai cái màu đẹp, mình sợ luôn. Mình làm kiểu một phút nhạc vậy. Rồi sao? Được không? Cái đầu lên, nếu mà mình không quay đồng không vậy đó. Thì đấy. Nó cũng có những màu neon nó lên hết đó chứ. Cái này là... Đó, rồi xong mình biết cái neon là nó lên hết. Màu xanh đi. Neon là nó làm cái kiểu đó là một... Và ngón này mình làm rồi ông quay nhá. Mà ý em nói là nó rất hạn chế như khi khách nó muốn. Màu khác đúng không? Chị không có làm tất cả được, tại vì nó không lên mà. Làm cái đó là chỉ có neon nó mới lên. Dạ, neon nó mới lên mà. Đó. Bây giờ chị muốn mà chà cái kiểu đó nè. Mình gắt cho anh thấy nó mờ các bạn. Rồi xong mình điếp bên dưới đầu móng lên. Rồi cái này nữa nó nhạt bên đây chưa coi. Đợi nữa nó nhạt nè, không chịu coi. Em đang làm cái kiểu gì nãy giờ. Cũng giống vậy thôi. Nó nhạt bên đây không. Chị hỏi kiểu khác. Không, bây giờ đây có anh đang làm cái kiểu nào. Ok, bây giờ anh làm nữa nó nhạt. Anh về cái kiểu em coi nửa nó nhạt của anh. Nửa nó. Nó chơi thôi, đâu mà có nữa nó nhạt. Là chị phải điếp màu nhẹ rồi. Hai màu cưng quá trời luôn. Dễ thương quá à. Ngọt ha. Quá ngọt ngào luôn. Cái màu tím không nó cũng đẹp. Màu phải điếp hai lớp. Màu nó mực đẹp. Tím không nó đẹp. Bây giờ mình gắt lên thôi. Nó đậm quá. Bây giờ chị điếp. Gắt chỗ hủng này. Gắt cho nó bún cho nó mờ đi. Hai bên cho nó đều. Mờ xong mình điếp dữ lắm. Cam lên cũng đẹp. Ôi trời ơi, thấy mà ghét luôn. Ai mà thương sợ luôn. Dễ sợ. Nó phay hai cái màu, nhất là cái màu phía mình nó mịn đó, mình làm nó dễ lắm. Nào thua mình à. Cái cách mình apply bay treo á. Rồi bây giờ mình gắt hộp xoàn kim tuyến. Rồi anh chút cho chỉ cái hộp xoàn kim tuyến rồi lên. Rồi chủ supply hộp xoàn nhiều lắm rồi gắn lên cỡ nào là trả được đúng không? Lấy cái màu custom clear của em. Hả? Custom clear.
chẻ lại cho ông. Chỉa qua chỉa lại để ngoài ai chỉa của ai nha. Đó đi, đi cái vụ đó mà đi, đi nhiều đồ mất hết. Cái đứa thứ hai này quan trọng nè, mình quét cho nó đều quá nó mới đẹp được. Chị biết vô cái bụng khuya rồi xong mình gắt mà gắt nó đều qua tay mình búng nhẹ đi. Ok, bây giờ làm nữa 6-8 nó khoảng này chị lấy màu đây. Làm nhanh mà, làm nhanh thì mà điếp cái ca theo cái cách này nhanh lắm, rất là nhanh đó. Cái này hay. Cái đó là nửa nốt nhạc đó. Ừ. Cái đó là chị bỏ cái khuôn mà có bỏ gì không? Chị bỏ nó clear lên. Giống như cái clear thôi rồi cái bắt đầu chị chà lên ha, chứ không có bỏ gì lên nữa. Rồi sao? Cái này thì mình làm 3 lần nhé. Cho nên em nói cái này nó lên nó rất là ít. Rồi cái bột nó chỉ phết lên thôi. Mình tiếp tục mình gắt nó thôi. Nhưng mà nếu mà chị làm như vậy á, vừa gắt vừa xay các bạn, chị phải làm 2 lớp. Rồi, bắt đầu mình đếp ở dưới nào mỏng lên. Vì cái đắp dưới đây nó đậm lên. Rồi, da thì cưng là màu rất là đẹp luôn. Nó lần lần nhẹ nhẹ lần lần. Nhẹ cái màu này nó rất là kén. Không phải cái màu nào nó cũng lên đâu. Nó trời ơi không. Nghe không? Nó phải đủ mà. Rồi, tiếp tục. Trắng như màu đen với màu đỏ. Rồi coi đỏ có lên. Khó. Cái kiểu mà nó lại là khó lên. Nó lên nó chỉ màu neon nó mới lên thôi. Không, tại chị đang hỏi mọi thường chỉ sơn mát đúng không? Chị sơn mát xong rồi chị nhúng vô của trứng của chi sổ đó. Có cách làm cái này không? Cái này làm cũng xem tiên basically cái mask thấp khốc thì giờ lấy chai mask si sầu sơn là xảy ra. Đúng không bà? Muốn hỏi vậy. Lấy cái chai mask chắc chắn chị luôn. Không có lý nào mà một bên kia làm được mà một bên này làm không được. Có ta có đèn, phải bên luôn. Lên nè. Em nói chị này lên hết á. Em nói là như on là nó lên hết. Không thể nào mà bột hiệu này lên mà hiệu kia không lên. Mà có sự là gì? Mày sẽ bột nó giống nhau hết. Pink and white match cho nhỏ. Thì coi, nếu phình cái pigment đầu này nọ nó mix vô cái bột thôi. Rồi tiếp tục mình bỏ cái crystal clear lên nha các bạn nhé. Nếu mà chị muốn làm cái này chị cứ sơn mát. Đúng, chai này. Cái màu cái này lên chị bỏ vàng. Rồi cái nốt nhạc là cái này. Thôi giờ chị cho em thêm 2 ngón nữa để mình làm kiểu nốt nhạc ha. Bây giờ em tháo này nha. Rồi xong cái này các bạn. Rồi có gì để em coi mình có tay mình thử nốt nhạc. Nhưng mà cái độ lên của nó rất là ít, nó mỏng. Nó mỏng. Cái này hả? Thì bây giờ chị cứ chùi cái này đi nè, khỏi cần chị cứ chùi ở đây đi, chị bỏ mát lên. Để em chạy đây đi. Không, bây giờ mình thử màu thì mình bỏ 4 lớp nhạc ở ngoài, thử nó lên nổi không? Thì theo màu cái con màu mịn quá thì nghe khi mình điếp nó hơi bị mỏng nhé. Không lên nổi cho màu lợp, nó lên hay không? Lên nổi. Basically nó không có thấy cái mát, cái thấp khốc nó phải là có sticky, nó không phải chuẩn. Rồi xong trước khi qua tay cái bên khác thì mọi người bỏ số 3 nhé. Cái pigment chứ nó không dính bột. Nó dính cái màu á. Dính cái pigment mà màu. Nó mình quét người số 3 luôn. Là nó cái special. Nó không có màu, nó lên nó không có đẹp bằng chị hay màu dễ thương quá. Màu nó lên thẳng trực tiếp lên luôn. Giờ mà màu không đẹp lên một lớp màu khác nữa rồi. Cho nó sẽ đổi. Cái màu nó sẽ khó là cái gì đều bên kia. Tự nhiên dạ. Nó cái màu nó không đúng thực là cái màu của nó nữa, mà tại vì nó để lên trên một cái lớp màu khác nữa rồi, chị thấy không? Nó turn out different. Cho nên nó không thật bằng cái mình. Chị ơi, chị lấy giống như chồng nói chị là bất cứ cái bột nào lấy cái mask top, mình cứ làm. Chị em lấy cái chai mask lại cho chị thử nè. Sao nó lên nổi? Nhưng mà nó không ra trừ khi nó không phải màu. Nó không thể nó lên. Ở dưới nó đậm quá, làm sao cái màu nhạt lên. Không, cũng có thể nó ra không đều. Tại vì cái bột nó không thể nè. Cái chèo mà cái đó nó ra thì cũng dính cái màu nhạt ra. Thì chị mới làm không được kiểu đó được. Chứ còn mà chị làm mà một cái bột nhạt là cái kiểu mà nó top coat đó là chị làm ở dưới nó nhạt. Không bao giờ nó lên. Không thể nào lên được. Tại ở dưới mình nó đậm quá, làm sao cái nhạc nó lên, nó pop lên được. Ok, rồi trước khi mà qua cái tay mình bỏ số 3 bên đó nha. Dạ. Mình còn trở lại tay này. Kiểu này nó nhanh. Trời ơi, thì chị có thể phối là đậm được. Bây giờ chị mới lấy màu đậm. Xong rồi chân má, chê sầu lên. Nếu mà chị muốn là nhúng màu lợt lên.
nó thơm cái màu nó đứt phần liền nó vàng chứ nó không phải cái màu đó, nó không có màu nguyên bản của nó đúng rồi, tại vì nó ở dưới lớp nền nó đã có màu khác. Anh chị lấy cái mask top khúc nào cũng được hết. Dạ đúng rồi. Không, phải không chùi à. Phải chùi, phải chùi. Cái mát á, mát thóp á, cái mát để mình làm ông ray á. Thì bay sẽ lại thơ giống như là mà cái technique nó y chang là đánh chrome vậy đó. Đúng rồi, cái mát sắp thóp rồi, của nào cũng được, không nhất thiết là phải chỉ sờ. Chị thử rồi. Có nghĩa là không. Nó chỉ cần có sticky nó pick mình, nó pick vô trong đó là chùi là xong hết. Thì chị biết cái máu như nó có vấn đề gì, này dễ lắm. Nhưng mà ý chị này nói là ở trên đọc lý nha. Nó không lên. Chị nói là đậm quá. Quá đậm, không lên nổi. 9% bóng. Tự nhiên thấy nó phê phê vậy ta, hơi mệt đấy ta. Cái vấn đề là mình phải đóng sửa bị quần quá nãy giờ. Không phải, anh không sửa, mình xiên ảnh sửa, mình thấy nó feel good người giống như ngủ. Ừ, nó làm một ngủ ghê trời. Chứ cái đó nó rất là khó, nó rất là kém màu. Dễ thương rồi, hai cái màu nhìn dễ thương quá trời. Màu nào? Thôi gắn học lắm, nhìn thấy đẹp lắm. Như cái kiểu này, chị rắc, xong chị biết. Hôm nay chị lên cũng được. Rồi, cho lên một xong, cho lên luôn. Hồi nãy em quên em làm cái ngón này, cái... Chị muốn em làm cho chị cái mát lắm. Cái phôi ổ nhìn đẹp. Chút móng này nè, với móng này nè. Để em gắn học cái kia. Bỏ cái phôi ổ. Em đã có chì sầu rồi, cho nên là em muốn mua thử cái màu này nữa. Cái màu gì màu thôi. Thì cái thử em trong màu tím nhẹ nó cũng gắt từ thôi. Có hình như mình chưa có. Màu mờ cho nó vừa đủ màu mình gắt. Cái màu nó lên không đúng. Rồi đó. Màu đó số mấy nha anh? Màu số 77 với lại màu tím hay nhẹ. Bánh hồng á. 77. 77 chị dạ. Nó trở lại bên đây. Chị không có phối vô trong đó, chị nhìn không có ra được đâu. Chị chỉ nhìn thấy màu thôi. Nhưng mà phối vô thì chị nhìn màu ra đẹp hơn. Phối màu. Này bóng lên ra đẹp lắm. Cái nha chuẩn màu lắm. Cái màu này mình làm cũng được hết á. Nó lên đẹp hay không nữa. Thấy tính ra mình đặt như vậy nó mà nó phải vuốt lại, móng tay thiệt anh, móng tay thiệt mà nó đều cái anh bóp, anh đếp một lớp bay hai lớp màu cái anh bóp luôn à, xong. Cái này không vuốt lại là nó không đều. Đúng rồi, tại cái này móng gắn móng thế mình phải mình cứ vuốt lại. Với lại chị tính ra làm móng dài ra là tốn công. Ồ, tốn à, tốn công à. Móng thiệt á, thì càng khoái hơn. Điếp móng thiệt á, mình tháo ra mình vũ mình điếp nhanh cấp kỳ luôn. Chắc là sao không có xong rồi. Bởi vì nó khỏe, ơi là khỏe. Vô gặp mấy móng dài này bây giờ ứ lên tới cổ. Thay vì mình ngồi mình làm, ta làm một người, ta làm ba người, tiền ta còn hơn của mình. Đúng không? Mới làm từ hôm nay làm món ngắn anh ta làm cái này ăn ngon lại màu nè bên đó. Chị lên ông rầy đẹp hết á, màu nè nó cũng đẹp, màu nè nó cũng đẹp hết á. Ai bị mày xé anh đi, ông rầy rất là đẹp. Những cái người mà người ta đếp chuyên nghiệp á, trời ơi người ta không có đếp món dài đâu, càng ngắn càng tốt, nhanh nhất là đi ăn chia nữa. Hốt được cho mình nữa sao. Trời ơi, thực tế chúng đi mấy anh chị thấy mình đi đếp ở chỗ khác hoặc là đếp ở dưới thà này đọc nhiêu một bộ đếp. Có ai biết không? Hồi nãy anh chị nói đếp 40 bộ đó. Đếp 40 là hợp lý. Hợp lý. Là đếp là không phải là cái móng dài mà đếp móng ngắn là cầu năm, cái móng này là hơn. Làm ông rầy nữa là 60 luôn. Ờ, bộ này từ 70 cho lên à. Đếp bình thường thôi. Thì nói chung là cái giá trung bình ở các tiểu bang khác nhau thì còn khoảng 35-40. Ừ. Vậy cái móng đồ dài của chị. Không, không, ý chị nói là móng thường thôi, là móng của mình thôi, không ngắn móng thôi. Chị lấy 35 đồng là 35 là hình như là giá cái hợp lý nhất là 35 đồng, ai cũng làm. 35 đồng. Thì có chỗ như cái cua sen là lấy 40. Đó là mình chưa kể cắt off phải không? Không, cắt off đâu có tính tiền chị. Nó đếp mà chị cắt off vô mất tiền luôn á, không làm nữa. Thì mà thấy dạng chúng tôi 40 nhưng mà ví dụ như người ta
vô người ta không có gì trên tay người ta thì mình phải chạc khác chứ, còn người ta vô mình xem phải tiền chứ. Giá xem tiền. Chị, một giá một thôi. Nói làm chân không chùi màu cho em hả chị? Muốn tiền chạc thêm chứ. Giờ không lẽ làm chân thì chùi màu thì chạc. Không biết nhưng mà mình phải thêm mất thời gian thêm tiền, mất thời gian để mình thách ớt đi. Đâu chị thách ớt cái gì? Nhưng mà vậy sợ mất thời gian đó thì chị cứ lấy một bộ cao hơn một tí, xong khi là nó làm bộ mới cho lại chị lấy. Chị lấy hai giá, giá sử như em vô mà em không có gì trên tay em á thì chị lấy giá khác, còn nếu như em có gì trên. Cũng có thể chị làm vậy, tùy theo chỗ thôi. Nếu mà chị chặt thì nó sẽ không làm. Đúng. Nếu mà chị chặt thì nó không thành công. Chặt thì thắt ốp là Mỹ nó rất là kỳ cái đó. Nếu mà chị nói tao chặt 15 năm chưa hết là nó never do. Không phải là lấy tiền. Lấy 40 trực tiếp dùm đó luôn. Là chị tính include luôn. Tức là chị nói ok bây giờ tao chặt 15 năm tiền thắt ốp là nó không làm đâu. Chị lấy là nó không làm đâu. Nó không làm luôn đó. Như vậy là ý anh chị nói là 35 tới 40 đồng là kể cả tiền thắt ốp hả? Thôi vậy không làm. Vậy thì ví dụ chị làm treo như thế nào, chị làm treo cho khách thì có thấy có không? Chị tính tiền thấy có. Nếu như mà khách vô tại chỗ chị thôi. Tại vì tùy theo cái tiệm của chị nó cái policy của tiệm nó. Tại vì nếu như mà em vô mà em không có gì á, em làm cho em bỏ treo thôi là em làm 10 phút là xong rồi. Như ảnh như chị á là em làm treo em include luôn á. Nó không, nó tính tiền nó sẽ không làm. Còn khu của chị làm hoài, thích ốp hoài nó biết. Thì đó là nó quen rồi. Cái luật của tiệm chị nó quen rồi. Có thể nó làm cái quy của mọi người. Có tiệm mà chỉ có một con đường khác nhau thôi. Mà người ta tính tiền là một giá, vô thấy có hay không thấy có thì cũng giá vậy thôi. Mấy người thợ lên muốn chết kìa. Đó, ví dụ như em vô là hai người khách vậy đi, một người là có ví dụ như có tay trên đây treo, còn một người không có thợ gì hết. Thợ lên là chuyện của thợ. Chứ giống như nhiều con khách tới tiệm em nó trời chỗ kia nó trả ta 3 đồng thiết cấp treo, tao tới đây tao làm. Đúng nó nói vậy. Đúng là vậy. Mình phải chị thợ là tùy mà. Khách. Tùy. Hình như là điểm bắt đầu cũng vậy, từ 35 tới 40 em có 2 tiệm. 35 tới 40 là ý anh nói là bao gồm là coi như là không tính tiền thắt ốp, là không tính tiền thắt ốp. Đúng rồi, lại lần đầu tiên cũng 35 mà lại thắt ra đi móng ngắn thôi nha, móng dài thì tính thêm mà á. Móng ngắn thôi, 35 tiếp luôn. Còn bên khu khác của em thì nó hơi khác chút xíu. Thì deep móng ngắn gì cũng 40, tháo ra cũng 40. Thì đó. Còn em lấy giá là ví dụ vô mà không có gì hết em lấy 30. Nếu mà tháo có vô mà chỉ có quyền làm gì? Chị có quyền làm gì? Có là cái policy quyết định chị, đúng rồi. Nhưng mà theo em á thì chị nên xét cái giá là không tính. Tại sao? Chứ đừng có tính không lời ăn lỗ chịu, cái này kêu là như vậy. Nhưng mà lúc nào mình cũng tính giá rồi. Ý là chị nói là thợ rơm là thợ chuyện của thợ. Thợ phải theo cái policy của chị. Chứ không phải là thợ khách hàng là thượng đế, đúng không? Nếu như mà chị nói thợ rên khách không làm thì mắc cho khách đi, giờ thợ có khách để làm không? Đó cũng là một câu nói thôi, nhưng mà khi mà chị ra ngoài á làm cho một cái người đó confused là mình ở tiệm này phải lấy tiền tao đến này. Mà chị nói gì không lấy tiền nhưng mà thật sự hai cái đều bằng giá. Không biết. Chị tiệm chị có làm dép không? Dạ có. Có hả? Dạ. Làm dép chứ có điều em cái nào cũng vậy, cái nào mà thắt ốp là chặt tiền. Làm treo chị cũng chặt tiền. Nếu mà tiệm đó làm mà làm treo mà phải thắt ốp treo phải chặt tiền. Còn nếu mà không có. Ủa, chị nói chuyện chị hỏi nãy giờ giống tưởng là chị không có làm dép. Không em nói thiệt. Không thôi cho hỏi thử rồi để biết thử cái cách làm của anh như thế nào để mình thấy mình. Đa phần tiệm á một price. Giống như mình lại ăn lẩu chiều khi mà cảm thấy không fair, mình đưa cái giá lên cao nhất. Mình chốt cái giá đó là nó fair rồi, người nào hên thì vô, không không ống người nào xui thì phải tại chịu. Vì nó thơ nó cũng có con khách lớn khách nhỏ. Có cái chân vô làm manicure, có cái chân vô làm treo manicure là sao? Cái chân vô giống như cái tay nước manicure 15 đồng vô nhằm cái treo đính đá làm cái này đâu có thể. Thôi xui chị ơi, thôi là chúng hên xui. Bây giờ tâm sự nhiều đúng không? Lên mạng luôn. Lên sóng luôn á. Cái thợ đó là cái có này quyền cũng nói giống như là ôi trời cái này không phải hả? Mình đi làm em khỏi nói theo policy của chủ chứ không phải là mình đi làm mà chủ phải hầu cái mình chị đưa cái tay không đây tiệm đây mình phải lo mình hầu thợ á. Đúng, như thà là thật sự là như thà là mình phải lo hầu thợ. Đúng, thợ mà không vui là mình cũng không vui. Trời ơi, chị này chỉ khung quá. Ông đây mình thu nhập là mình phải chuối nhờ thợ, mà thợ mà không vui luôn mình không vui. Cha nội ơi. Khó kiếm chủ vậy chứ. Không, đa phần đây vậy. Đa phần là như vậy. Thợ ở đây hiếm hơn mấy cái bạn kia. Thợ là thượng đế. Thợ là thượng đế. Khách hàng chỉ là sao thượng đế thợ. Vậy hả? Chủ nói sao làm vậy? Không có đâu. Không có lên tiếng, không có cãi. Ở bên đây là mình phải lắng nghe lời thợ. Lắng nghe lời thợ là thợ vui thì mình mới vui. Mình phải cần một cái chỗ để mình phỏng vấn vậy này. Mới
Đó, bây giờ mình dựa vô các bạn nhé, mình dựa vô những cái phần nào mà mình dư ra đó, mình lấy cái xếp cho nó chuẩn lại đó. Cái những cái u mình dựa vô cái nó gọn bóng rồi mình chạy sơ rồi được. Lấy cái xếp cho nó đều cái là ok, mình chạy sơ rồi thôi. Cái chị vẫn làm được nữa, nhưng mà như em nói cái hồi nãy chị có nói cái đó cũng không đúng chứ em à. Hồi em nói là đúng đúng rồi chứ nó vậy một lớp dưới nó đã có màu khác rồi, mình lấy cái xíu cho nó ngay lại rồi. Còn cái này mới vừa nó dưới nha các bạn nhé. Nguy hiểm cho mấy cái nhỏ lắm. Bắt đầu nói móc ra. Leon, chỉ có Leon nó mới lên nét không nha. Hàng của anh chị có vấn đề bị chai luôn vậy, ví dụ mình xài mà bị nó dính vậy á, mình xài khoảng thì vài lần nó bị dính á, trên chai á không có mở ra không được á, dính vào nắp chai ha chị. Dạ. Thì nói chung với mấy anh chị xài chưa quen á thì tại mấy anh chị đừng xài chắc quá, để gì thôi. Đừng dặn chắc là đừng dặn chắc đúng rồi thì nó không bị dính. Tại vì biết sao mình khi mình đông khách á, mình lấy nếp treo cái mình không có bỏ vô gì mà mình bỏ ngoài vậy, dính tùm lum thôi. Dạ. Thì nó keo mà. Dạ. Rồi còn dặn lại nữa sao mở ra được. Dính á. Dạ anh dặn lơi lơi ha. Mà cứ để vậy thôi cũng được nữa. Nó khô. Không có khô. Ừ. Cho nên là đừng có sợ là mình dặn không chặt. Tùy hạn nha. Tùy hạn. SNS là đi ra. Sát là khô luôn á. Khô dính luôn. Bữa anh Son nói em không này là không khô. Em nói em thì anh Trung cứ nhắc nhở khách hàng của mình là cứ để vậy thôi. Không, đừng có dặn không, lại. Em đang nói là anh technique này chỉ cho hãng Nutrinest. Chị đi dùng những cái technique này cho thì một lát hồi anh chị thì anh cứ và cứ cứ recommend cho khách hàng của anh như vậy đó. Mà chai nào cứng cứ lại đổi lại. Bảo đảm luôn không bị khô mà. Yêu cầu đừng có cứng đầu mà dặn lại nha. Mà tại vì người ta deep người ta không có kỹ. Ví dụ mà trường hợp cứng đầu dặn lại thì thế nào? Thì bỏ tay luôn, luôn chai đó. Đúng, không. Chị bỏ, nếu mà cứng quá chị bỏ vô cái máy, không phải máy hấp khăn hả? Máy hấp khăn, 5 phút lấy ra. Khăn nóng. Cho nó vừa nóng lên gì? Trời mình dặn ra. Em bỏ nguyên ngày rồi, rồng lòng nó rụng hết luôn. Em bỏ nguyên ngày. Trời ơi, mình bỏ chút thôi, mình bỏ nóng quá chịu nào cái gì mà chịu nổi. Nó tan luôn. Cái đêm hôm đó mà cái lọ cái cọ là phai luôn. Bởi vậy cho nên làm dipping em sợ cái thứ nhất là cái glue, cái thứ hai là take off. Trời ơi. Chạy xuống. Nếu mà chị quen gọn cái em nói thì chị quen dip gọn cái. Không bao giờ làm bột. Em làm bột mười mấy năm nè. Cái thời đầu tiên bột mà giờ cắt nữa gì? Làm cái kiểu này cứ kia gì? Tụi em là cái người đầu tiên đi mà nói thiệt truyền tải cho nhiều người lắm á. Mà tới giờ em qua bột nếp mà gần 5 năm nay thì em ít có làm bột lại. Thì nói chung cũng có khách bột chứ không, nhưng mà khi mà dip là em cảm thấy thích. Chuyển qua dip rồi là chị chán lắm, chị thấy bột chị sợ. Không phải là em chê dip nhưng mà thật sự mình thấy nó đỡ hơn. Chứ lại chị không về nếu như mà khách á mà khi mà chê đắp chưa bên. Nó mà thật sự nó lỡ ngâm á cái móng tay nó không có hư. Tới mà ngâm ra đàng hoàng ngâm nha, nó xoa xé nè là không có hư. Đi lần nào tới tháo cũng như vậy, móng tay mọc ra. Còn nếu như mà đắp bột quá khi mà mình gỡ móng bột ra bỏ rồi đó là mẹ móng đi mẹ cũng đi rồi nó không có giữ được đâu. Bây giờ mình lấy cái xếp lại nhé. Giữ vậy nha cô. Rồi ông bà chủ cho ăn no quá giờ làm biến rồi. Hồi xưa luôn á. Cái này là lần sau cho đói. Rồi sáng giờ làm nó sung ớn bây giờ nó no. Thì mà anh tốt bụng kia nó quất cho ly cà phê trời ơi nó bay bổng lên. Ý là cho mày tỉnh á. Nó không tỉnh mà nó bụng ngủ. Vui. Sáng hôm tới tên ở đây thấy tiết gơ quá trời rồi cho nên chết chết. Để em biết. Dạ đông khách quá trời. Anh cũng ở tại thành phố hả? Dạ. Anh ở đây luôn không? Ở chung nhà chị này. Chị đẹp này. Trời ở chung luôn hả? Dạ. Nguy hiểm quá. Chung nhà nha, không có chung phòng nha. Con này mới chung phòng nè.
chị đó mới lợi hại à? Bà Hoàng đấy. Bà Hoàng hả? Đi đâu mình phải hỏi cho kỹ. Ăn quạng ăn dép đó anh. Trời ăn dép rồi còn mừng. Không phải, mình hỏi cho kỹ biết mình được xưng hô chị ơi, trời ơi. Chị có keo á, chị có keo là giãn lâu hơn. Ông chủ này ông chơi cái lon hỏi đọc nữa. Có người tấn công. Tại nó original tới giờ mình lấy tiền tới giờ nó còn đâu. À, vậy là có nghĩa là phong thủy của anh đúng không? Đấy chị. Dạ. Phong thủy sơ sơ những cái chỗ u thôi các anh. No, đừng có đậy kính lại, mình cứ để gì nè, cứ để gì thôi. Em bảo đảm chị là không có hư luôn, không có hư nữa. Không có hư nữa rồi, chứ xài thử đi biết rồi. Mình nào hỏi không có biết đâu, xài thử đi. Về là nói là bó tay em giờ em không làm được anh làm đi. Về là mình chỉ tay năm nón. Quá sướng. Nó là nó lại cho em 418 404 không biết lì nhưng mà cũng khô. Còn gì không chị? Dạ sao anh? Nãy giờ mình thấy mình chạy là nó đều móng á, nó đều lại. Không còn bơm bì nữa. Này cái móng của con này có ăn quá xấu. Cái này nó hơi dễ dặn, mấy những cái tay này cũng lại khó đít á. Bây giờ nó trở thành cái tay này. Bây giờ thì mình tạo lại cho nó đẹp. Cánh quạt. Cho nên nó đít với lại hủng xuống như thế này. Mình đít nó hơi bị khó. Nó bây giờ thì mình làm cho cái tay của cổ nó có cái độ si khơ lại. Tạo lại cũng đẹp ngay ra đó, chị thấy không? Này. Xuống này đây qua đây con. bà nói nha chứ không phải em nói nha. Chơi thẳng thừng phải có sao mới vậy chứ mình biết lên là nó chưa đẹp đâu. Nhà của sao mình dụ nó mới đẹp chứ cái biết là nó không phải là bột, không phải bột đắp vô khác gì. Vì đó cái đầu tiên mà mình làm cái foundation nó quan trọng lắm. Tùy theo cái tay mình làm, giống như móng tay đẹp nó thẳng thì mình đi dip vào lớp dip thẳng thôi, còn cái tay những cái tay mà hơi khó thì mình tạo cho nó cái thăng bằng trở lại. Thì cái lần đầu tiên mình apply đó. Thường thường thì nó khách đi 2 tuần trở lại thì có những móng tay nó dính rất là chắc, có những móng tay thì nó bị hở nữa. Thì cũng giống như mình đắp bột, hồi xưa mình đắp bột thì mấy cái tay anh chị nhớ mấy cái tay dầu da, gọi là da dầu á, không có bột gì mà nó bám lên đó chứ. Thì nếu mình gặp trường hợp khách đó thì ví dụ như khách hàng đi từ 3 tới 4 tuần thì sao anh? Vẫn như vậy luôn, nó bám tới giống như bột vậy thôi. 2 tuần thì còn nhiều móng còn lại, còn nếu mà 3 tuần thì mình đắp nhiều lắm ha. Chắc có thể là bị chậm. Thường thường thì khách đi 3 tuần 4 tuần, đi 5 tuần 6 tuần. Nó cũng dính nhưng mà có nhiều tay nó cũng dính. Tay này ăn móng. Nhưng mà nó last ăn chứ không phải là 3 tuần. Chị có tiểu ban nào tới không? Ở Kansas. Bên báo giá này đổi không chị? Thì biết cũng đúng được á, biết cũng chịu. Còn nếu là bình thường thì sao chị? Còn nếu mà mình làm móng thường mà làm cái bột thường á, cái bột thường, phô sách thường nữa, ở cái lịch thường bột 30 bỏ treo lên 13 đồng đó, đúng rồi. Là treo 43 đồng là thường. Nếu mà thấp thành xích thì thêm 5 đồng, cái dài thêm 5 đồng, cái máy xịt là 3 xịt, thêm 3 xịt là 13 đồng tiền treo, 43 đồng.
Vì giá cao quá hả? Kèo là mình rửa gạt tới 13. Giá cao so với anh hả? Anh ở đâu ạ? Em ở Mobile, Alabama. Ghi giá cả sao? So với chị thì sao? Thì em có một tiệm là cái người mấy người da màu á. Dạ. Thì full set thường hay có 25 đồng thôi. Dạ. Còn làm những cái nail style này trong tiệm thì em lấy từ 70 đồng, em lấy trang trí thêm. Hedi Q thì 28 đô. Dạ. Còn đến một full set thường là 25. 25 móng quay tiếp thường 30. Vết treo thóm được 35. Còn dip 35 trở lên hả? Dạ. Dễ ăn lắm chị ơi. Cái thì tại vì mình tụi em gán làm ở trong tiệm những cái gì đó đơn giản nhất, nhanh nhất ai cũng làm được. Vô ai cũng muốn được. Nếu mà có hàng thì ở đó nói chung là một cái thành phố nó cũng hơi bị hiếm hả? Thì cho nên nó cũng không có nhiều thợ lắm. Nếu như mà tiếp tin mà hai ông bà cái chỗ nào nó quay trở lại mà giá lại cao hơn so với cái giá bộ thì chắc quay trở lại làm tiếp tin bên đó gì không anh? Hình như cái thành phố đó là 90% là tiếp tin. Dạ, tiệm của em bây giờ 90% là tiếp hết. Khi mà khách hàng của chị thuê cho họ tiếp còn cái. Em dám bảo đảm với chị ha. Hơi bị khó trở lại ở cái lịch. Tại nó lai quầy lắm chị. Chị đeo vô chị không có cảm giác là đeo bột á. Nó nặng nề á. Tại vì cái happening ở trong cái tiệm em thuê cho khách. Rồi tiệm vòng vòng đó nó cũng vậy luôn. Khi mà chị làm deep còn cái chị thích làm deep hơn là chị nói vậy. Mà deep thì mình deep cái gì nó đơn giản đi, nhanh thì mình thấy càng đơn giản càng khỏe cho mình, thì dĩ nhiên mình phải có cái suy nghĩ đổi đi thôi. Những cái hũ kia có một ao à, cái hũ này hai ao gấp đôi lận. Có mấy năm mà chị ạ? Màu neon hả? Màu neon hình như là có đâu. Và nó xì 20 mấy màu neon á. Bao nhiêu màu anh? Hơn 20 màu neon rồi. 20 màu. Có phải NL là neon? Dạ. Không phải NL là neon. Nó có hai line NL với NL. Đúng rồi, NL với NL đúng rồi. Thế NL là neon hả? Đúng rồi, bên NL là neon đó chị. Trời ơi, NL quá trời luôn, nó tới. Có một hai màu NL, NL neon nữa là thường thường là NL có là neon nhiều. Ừ. Rồi sao nãy giờ mình làm cái ngón tay mình đi hướng nào cũng hay luôn. Còn ngay mà anh. Nhưng cũng còn ngay mà không sao. Ngay. Ừ. Ơi ông bà chủ này không cho ăn, bây giờ nó bồng ngủ gần chết. Tại ông chủ. Nó cái bụng mà chung con mắt á. Rồi bởi vậy mới nói máu đường máu mỡ gì nó dồn. Ăn là làm bí. Bởi vì bà sáng giờ bà bỏ đói cho nó lâu chút xíu là. Ba lớp chị. Dạ, là một bay hai màu á. Một bay ba màu. Nếu một bay thì phủ lên clip kia lên. Móng dài. Móng nó hơi dài, còn móng thiệp á một bay hai màu hoặc một rất clear hoặc là một bay ba màu vậy thôi, tùy theo móng nhé, chứ không phải móng nào cũng là ấy cho nên giống nhau hết, giống như mấy móng sát nè, một lớp bay hai lớp màu là xong rồi, bóp cho rửa tay chạy sơ trên kêu cầu là được rồi. Cái đó là chỉ có móng thiệt thôi chứ móng giả. Móng giả thì mình phải cần cái hả? Móng giả sao hô nổi. Thì đúng rồi, cái đó móng thiệt sát thôi. Thì bởi vì tùy theo đó, móng dài một lớp bay nữa. Ồ, cái này là anh có cần clear lên không? Cái hôm nay em bỏ clear thì có khi em thích bỏ, khi em không nữa. Tại vì một cái em cắt ở trên, cái đít dưới. Thì hai cái màu nó phay với nhau lại rồi. Màu này dễ thương. Chứ không phải là mình chỉ ở trên lớp một lớp phủ lớp. Anh đi cái này là đi theo lớp từng lên. Cái này hay là một cái anh đi cái nó nằm. Em gắt ở trên này, rồi dưới này em dip lên. Gắt ở trên rồi dưới dip lên. Dip lên, dạ đúng rồi. Nãy giờ mình không có.
Dạ, chỉ mix tách đó thôi. Nói chuyện dễ thương à. Ở đây em thấy hình như ít ai mở cửa chủ nhật không? Dạ đúng rồi. Đây là cái tủ đa mô mình. Mô mình thường thì chủ nhật ta đóng cửa. Oh. Nếu em mở cửa bảy ngày không là gì sao? Hình như tiệm đâu cũng mở cửa bảy ngày. Là như người Việt Nam ta mở cửa ngày chủ nhật nên tụi em phải nghỉ ngày. Hay ăn chơi chứ. Ăn chơi gì đó. Dạ. Trời, làm nhiều quá tiền để làm gì? Thôi mình phải đi xài chứ. Thật ra nó phải như vậy không, mình làm phải có thời gian cho người ta xài chứ. Trời ơi, cứ cắm đầu cắm cổ. Ôi trời ơi, không sao cái gì của ai vậy? Trời ơi, cái này không phải lỗi tại bà chủ mà hiền quá trời, bà không nói gì hết trơn kìa. Trời ơi, vợ tôi đi lòng tay mà mắt vợ tôi nó sưng được. Trời, đâu mất tiêu nữa rồi. Ok đó. Chung ơi, chị mở cái máy treo đi thôi tay. Rồi bây giờ xong rồi các bạn nhé. Bây giờ tới cái khâu mình bóp xong á thì mình bỏ nước số 4 nha. Cái này gắn đá đi ha bà chủ ha. Dễ thương quá. Ừ, hai mà nhìn thấy cưng sợ luôn. Dễ thương giống y bà chủ luôn. Trời. Chị nói vậy. Chị lấy nguyên lại, em lại giá em. Ba đồng. Nguyên một like 16 đồng. Một like nó là 4.000 tính ra là bự. Rồi xong mình rửa lại sơ sơ nhé. 280. Nếu mà bốn người trong lấy thì nếu mà mình chia ra bao nhiêu thì bốn nhiều bốn mươi mấy rồi thấy mà thèm đó chị bốn mươi mấy chị làm để biết bao nhiêu tiền luôn á. Mà hủ hai ao nha, không phải hủ một ao. Hủ hai ao đó chị, đây là hủ hai ao cộng với chị lấy nhân lao thì là sổ hủ xong xem bộ số còn không có. Cứ lượm nào, chầm hổng cho lần lấy thêm chầm hổng. Không muốn lấy xe, lấy thêm chầm hổng. Tính được rồi. Cái này lần sau mấy bác bố son đưa thêm ngừ nữa. Tại vì có giờ cho một người ta đi ngủ trưa nữa. Anh hết đi ngủ trưa. Anh với Tony lại em đi ngủ trưa. Ok. Xong để em gắn cái dài hộp đá lên cho chị. Của hai người hai tiểu ban khác sao đi làm chung giờ. Dạ là bởi vì nó mới vui. Chung công ty. Vui quá ha, anh chị đi cũng phải đi được travel đủ chỗ. Nè nè nè, nè, trời ơi, honey, honey gì gọi nè. Giờ bây giờ mình gắn đá sơ sơ nha. Đây mình đó nha. Đây mình. Ồ đây đầy hết chứ, nhiều lắm. Ủa cây gắn đá đâu của anh đâu kìa. Chiều giờ bỏ tay vô làm rồi đó. Em đâu biết. Rồi cảm ơn. Cái này là cầm lòng. Một ngón thôi. Nó mỏng lắm. Nó nhạy cảm cho nó cho tao đâu dám làm. Đây gọi là cầm lòng không nổi không? Đúng rồi, phải có người hy sinh thôi. Anh làm được không? Lâu ở đâu thấy anh nè. Trên nơi cấm cung danh luôn à. Nhà trên nơi cấm cung danh khoảng 40 đến 50 nơi đang có số à, đây trước có số cho số đường xa. Số này số cuối rồi. Tiền trước cũng số, số của người khác. Chị sợ không thấy mà. Tiền trước của chị sợ, cái này của Unni Kinh Nát. Thời ơi.
Cái này nó cũng buồn ngủ theo. Buồn ngủ. Ăn xong buồn ngủ dã man. Gì vậy trời? Để mình dùng cái số 4 này mình gắn đá lên các bạn nhé. Số 4 nó gắn lên rồi nó có bền không anh? Bền lắm chị. Chắc lắm. Không, 40 phút. Chắc dữ lắm luôn. Chắc lắm luôn. Tại khi mình quét số 4 xong mình còn dặm thêm số 3 nữa. Số 3 rồi mình quét lại một cái nước thốt số 4 đúng không? Dính ghê lắm. Nãy giờ nhìn hoài ta. Đồ lên luôn. Trời ơi, hết ngủ luôn. Hình như em con đi đâu ông nó cũng giống Mỹ Tâm. Giống Mỹ Tâm quá. Qua đây nghe nó bác nói giống Mỹ Tâm. Hết ngủ luôn. Tối nay. Tối nay nó thức tới sáng cho bác coi. Không phải là lần đầu tiên nghe đâu, bởi vì con nhạc nghe luôn. Nó là thánh nhân. Nó cũng giống Mỹ Tâm. Đi xô cũng có người nói mình. Giọng thèm tí nữa, giọng chị còn thanh quá. Trời hát karaoke hay lắm, y chang Mỹ Tâm luôn đó. Để cho mấy người coi em làm show nó chảy hết. Ổng là ca sĩ đó. Ồ vậy đó. Ca sĩ local. Thử bài đi anh. Vừa gắn đá vừa thử bài. À. Giờ này em nói chuyện còn không nổi kìa em hát. Vậy là tại ông chủ nữa hả? Em nói rồi, anh đi ra anh ngoài, anh chích cái nữa đi. Trời ơi. Cái màu neon bên mình nó hơi nặng, mình nó cũng khó lên rồi, thấy không? Giả sử như cái màu hồng mà của em bé này nó đang làm nó lên nổi không chị? Màu hồng của em gái này tím. À, tím hồng nè. Anh có cái màu hồng của anh làm cho bé này không? Có chị lấy chi rồi. Nào phán này không anh? À, không phải, cái màu chị nói cái màu này đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cái màu 77 rồi. Dạ dạ đúng rồi. Chị thử lên chị. Cho mượn cái tay chị. Đại khái cũng ok đó chị. Cho em coi. Có cái nào điếp hả anh? Dạ đúng rồi anh. Điếp hoàn toàn. Dán móng lên vào hả? Dạ đúng rồi. Dán móng lên. Dễ thương quá. Nó không nhiều quá. Nhìn nó mà. Bên này mình gắn sơ sơ nữa thôi là ok. Em coi là cái bánh này mình gắn không giống ra màu xanh nhưng mà ra màu trắng. Dễ thương ha. Để số mấy chị? Không ha. Đi bác.
cái màu đây nó mịn lắm, điếp con ra nó nhìn lồng lồng chưa má? Rồi ha. Nó màu xanh dễ thế. Màu này mai phải chơi làm phải dọc chị thử. Nhìn nó sạch nó sang. Màu này đẹp quá ha. Ừ, đẹp sợ. Mịn lắm, chị điếp vô cái. Trời ơi. Chị muốn thử nhúc tiếp mà chơi nè, chơi món thịt đi. Chị cho em miếng miếng mát lên nó phải thịt của em nhúng thử này lên thử. Nhưng có màu dưới nó mới lên chứ. Tự nhiên không mát lên sao nó lên? Thử nào thì nó lên nổi. Đừng cười nha, tại gốm phải khỏi đeo nó sẽ xấu một chút. Em cũng vậy thôi. Trời ơi, thấy gốm đi. Thấy gốm. Gốm mà nó mới chơi, nó mới làm chứ không gốm sao làm. Chị muốn chơi mát thì chơi mát lên. Làm kiếm mà không, nhiều khi đi làm mà nhìn cái tay mình lại hết hồn. Thấy sâu quá, không còn nhận luôn. Đi làm tội nghiệp mình nó mình làm bởi vì mình đi đó trời ơi cỏ phải giấu con tay đi nhiều khi mình đâu có để ý cái tay của mình đâu. Dạ, đúng rồi. Nhìn cái gớm luôn này đẹp quá ha. Đây có bán cái đống đây nè. Ừ, sơ sài thôi họ bán ở đây cả đống nè, sáng một bên mua liền nha chị, mua màu đó luôn đi, mua có màu ai mua nữa. Quốc nguyên lai lại dưới không lai tu tự ái muôn màu tôi không phải có cái bì gì chứ em thấy nó tím tím như đầu nó vậy rồi em thử là nó lên nổi lên 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 nồng 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 thì nó lên rồi chị muốn cái kim tím nào xanh lên nó đẹp cái tay rồi tại ở trên đầu là mà ở dưới chị. Cảm ơn chị. Mong để nó cũng được. Nó rất là khó lên chưa. Rất là kém. Lấy cái màu này đi. Cảm ơn chị. 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 Cái này mình có cái loại kim tuyến bự á, mình gắt nó lên đẹp lắm, mình gắt nó lên là ôm quay á. Ôi trời ơi, vụ gì kỳ vậy? Màu nào em lấy cho? Trời xuất sắc luôn cái đồ. Phone này gì? Hô cái phone. Nó phone hết sảy rồi. Phone này gì? Cái này gì? Thôi này gì? Dạ. Ủa, xin hỏi chị. Dạ, không có gì. Ồ, có em hả? Em mới thấy. Dạ, dạ. Tưởng đâu bữa lâu rồi, hàng gì dưới này hả? Quá trời kinh tiếng nha, quá trời học sàn nha. Dạ, cho học xong. Đúng, cho bà chủ Việt Nam hả? Cho đẹp. Cái này chúng ta muốn lấy mình dắt nó bự hơn. Dạ, 29 con về. Điền Minh hả chị? Dạ. Đâu có đâu. Trần Trung làm gì bỏ hả Điền Minh? Mấy nhỏ đi hết luôn chứ. Dạ. Cái chị này chị Hiền nữa. Giờ ngồi em ru. Ai muốn làm nó làm. Nói này chứ. Cho làm mi nữa chút xíu đi. Sao mình bỏ số 3 lên. Thật sự bây giờ nó khô hả? Dạ đúng rồi. Máy TV đỡ lên. Mình cho khách đi rửa tay. Em chờ lại quét số 4. Vậy nãy bột lấy ngủ gì không? Bột lê lấy. Đấy. Dạ, nó sẽ làm. Mới nói hết khách rồi vừa vô liền luôn hả? À, mới nói hết khách rồi thấy vô liền luôn. Cái này để cho khô. Có cô hay là cánh mày có đúng rồi cái này làm trước. Nguyên bộ đi. Em làm mấy ngón thôi. Không ra giống như chị đó.
cái này á chung cái này nó xin quẹt quẹt ha sơn thôi á phải không cái đó là quẹt xanh nét sơn thôi hả cái nào đi đang nói gì nói tùm lum nói lấy hộp đồ mấy em mình lỡ làm đồ khỏi những gì đòi em mình lấy hộp đồ ngắt rồi hộp sọ đây ông chủ bán đây cả đống này nè bán đây đây tùm lum la chứ chị mua màu đá nha mai vô đẹp quá khách đòi là không có màu đó hút về mỗi cái bịch kìa nóng kìa nó nóng luôn trời ơi chị cứ lấy cái chèo gắn lên này chị ơi đi tới đâu chị gắn tới đó thôi à ừ cái này để mà đứt cái over crystal clear lên nó mới được như vậy nó không được cái bộ này được cả. Nó lòng lộn. Tối nay em gửi lên tranh nha. Lòng lộn. Thóc thì cái này lạ. Thì có chân bị má nhưng khóc chừng nào mà bị gãy móng mà má nhưng không ra luôn khóc mà biết cái gì. Làm quen bay qua Alabama chứ anh làm lại cái chứ. Không bao giờ như vậy má mới được khiêng hành lý rồi nó mệt lắm. 16 đồng. Mấy áo chị. Mày với nó. Good deal luôn á mọi người. Chị đi nè. Chị sắp cái giỏ đi anh nặng quá. Anh đừng có gì cái giỏ em. Cái giỏ nãy giờ tao nhớ. Trời ơi đi hướng nào vậy? Cái màu nó bóng. 16 đồng. Nó còn chi sổ. Nó là 2 ao chị ơi. Chi sổ cũng 2 ao. Chị không compare được. Cái này thức này mà phải sơn lớp là dạ 2 lớp. Thì chị mới thấy nó rẻ. Tại vì chất lượng bột của nó different với lại chi sổ. Em tìm em đang xài chú anh chi sổ OPI à, không có xài SNS không? Em đây nó có à, vậy chị compare nó là phải chị compare với SNS bột của nó rất là mạnh bột này rất là mạnh đúng rồi vậy hả? Làm nó đẹp ừ thì giờ chị làm bộ nào làm lấy ủ đó nha chứ còn mai lên chẳng khách rồi cái thì em nói đó chị làm xong đi lên lời ngón cho em dạ cái này top cốt chị anh cái kia là bay mình là bay đít thôi số hai không, không chị pick cái màu nào đi rồi chị làm lấy luôn mình với hai lớp nó luôn mấy cái màu chị cái này bây giờ nước sơn cái lớp số 2 cho nó bóng mà lòng lên lên cái obey này màu này anh thích màu gì anh cái này em chưa xong để em làm nha tại chị muốn kim tiếng em bỏ ra để em biết crystal clear đó cũng giống chị áo luôn hả một tiếng cái này nè chị đang làm màu này nè giờ nhìn tỷ siêu phai màu dạ hàng chốt nhìn dễ thương á, màu dễ thương á, là màu xanh này thấy màu xanh cũng đẹp nữa, màu xanh đặc là hai nữa làm cái màu hồng ombre cũng rất là đẹp luôn á. Nếu mà ngoài tiệm nếu mà bộ này không chắc cũng phải trên năm trăm đồng. Trời ơi, 70 đồng á. Cái bộ này thì em lấy bèo nhất cũng phải 80 đô. Ít nhất cái gì? Thì bởi vì em mới gắt con mới khơ lấy em lấy đã 90 rồi đó. Nhiều quá, có giá chúc mừng anh chị. Thiệt mà hôm qua mới làm bộ. Mà cái gắn cân hai ngón thôi mà không được hộp bự gì đâu nha, nhỏ là 90 rồi. Mình gắn đâu có tới vậy đâu. Tùy khu. Tùy theo chỗ. Không ai lấy đi là được giá mà gì mà làm mỗi ngày được như vậy là phải nói là ngày mình làm bái sư. Cái này thì em phải ngồi làm mỗi ngày khách như vậy. Mỗi con khách á. Ờ chứ không phải là một hai con đâu nhé. Mà còn làm liên tục á. Ừ, chứ phải lâu lâu mới có con không có đâu. Một ngày có thể mà đông khách như mấy cà lễ em giữa 1.200 đô một ngày. Tin chưa? Đây cũng có màu nữa nè. Không tin thì kệ, nhưng mà tiền em làm không biết. Nhớ. Và anh chị mà có giá gì là ngon lành luôn á. Chúc mừng anh chị á. Chỗ gì nó đỡ mệt hơn. Mình làm vài bao bộ là ok rồi. Giá này quá cao á. Thì em làm ngày 3 con là em xong rồi đấy, làm cái gì là ngày 2-3 con là xong rồi. Làm 3 bộ này là đi rồi. Ừ. Nếu mà lấy được chục ba bộ. Ok, bây giờ cái màu này bây mình mới vừa làm xong là màu 77 với màu 120 nha anh chị. Khi mà em làm dài hơn chút xíu. Bây giờ thì tạm chào anh chị nhé. Hẹn gặp anh chị mấy cái video kế tiếp nhé. Bye.